Các chú bị ơi, con xin lỗi con đạp lên nha. Đây phải đi á, tha lỗi cho con. Một cái cổng trời sắp hé lộ. Một, hai. Phía sau con nè mọi người, tăng đá nó đã đặt đúng chỗ, đúng vị trí luôn. Giống như một con rồng đang ngơi cái đầu lên ở trên một khối đá to để mà ngắm xuống biển vậy. Chào mọi người, thì Quang đang di chuyển trên đỉnh Ông Rồng hay còn gọi là cây Thiên Tế, có trên hàng trăm năm tuổi với những cái câu chuyện rất là hay luôn. Thì Quang không thể tin được là trong vòng 10 ngày Quang đi tới 6 ngọn núi của miền Đông và cũng như là miền Tây. Thì thật sự là Quang không thể tin được là mình có thể là chinh phục được 6 ngọn núi đó. Tuy nhiên thì đó là những cái trải nghiệm vô cùng thú vị cũng như là gửi đến những cái câu chuyện hay của đất nước Việt Nam mình cho mọi người biết đến. À, tới cái suối này nè, suối này cũng nhỏ rồi đúng không? Không, mới mưa mà, nhưng mà nước rất là mát ngọt. Uống luôn nước này ngọt, uống luôn vẫn được. Ngon. Tại trên này nó chạy xuống là nó không có ai đụng đến tới trên nguồn nước đầu nguồn nước á. Gì hả? Bạn có thể uống thử đi. Ngọt mà mát ghê á. Tuyệt vời lắm mọi người, ngọt mà rất là mát. Thì bây giờ thì 3 giờ rưỡi chiều rồi mà trời sắp mưa. Tại vì hổm rày thì Quang đi thì may mắn là không có mưa. Thì đến hôm nay di chuyển lên trên kia thì thấy trời nó hơi ui á. Thì mong là lên kia không có mưa để quay được cái cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cho mọi người. Đồng thời thì có những cái câu chuyện hay mà nếu đến với Hòn Sơn thì chúng ta có thể tìm gặp với cái đỉnh Ông Rồng, với cái góc nhìn bao quát của Hòn Sơn, không giống như những đoạn đường mà mình đã từng đi. Tại vì đây là đoạn đường mới và được người dân địa phương dẫn đi mới biết thôi. Người thấy không, nó rất là hoang sơ. Đây là người ta phá đường để dẫn mình đi nè. Cũng đi rừng, đi núi, đi biển. Mà đặc biệt nha, tôi đi hai cái biển. Thứ nhất á là biển miền Đông, mà là biển Bà Rịa, mà không có đi biển, leo núi. Hành trình thứ hai là đi đảo, ủa đi Hòn Sơn, không đi biển, đi leo núi. Cho nên mọi người thấy khá là thú vị đúng không? Đi biển mà toàn đi leo núi thôi. Đây là đoạn đường đi lên nè. Tuy mệt nhưng mà chúng ta có cái cảm giác á, nhẹ nhàng hẳn đi mọi người. Rất là nhẹ nhàng luôn. Xua tan những cái mệt mỏi trong cái cuộc sống mình á. Đi như thế này là Quang sẽ ốm thôi, không thể nào không ốm được. Tại đi 10 ngày mà đi 6 ngọn núi, 10 chắc mấy con đi ngọn núi nào rồi đúng không? Không cần kể ra. Gán đi cái mùa này nè mọi người, bước qua cái mùa mà khoảng tháng 6 hoặc tháng 8 á, mùa xuống là rất là khó đi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là biển rất là động, đi rất là mệt luôn và dễ ói, đúng không? Cho nên là tranh thủ đi cái mùa này. Tại vì Quang có duyên với mấy bữa trước đó, là đã sóng gió mưa tơi bời rồi đó chứ. Lại đây thì không có đúng không? Ừ. May mắn quá. Mà mưa mấy bữa rồi, giống như đón Quang ra hay sao á. Trên mấy cái dòng suối có nước. Vậy đó hả? Mấy ngày trước là không có nước hay là sao? Không có nước đâu. Quá hay. Cũng may mắn đi đâu cũng được các chư vị giúp đỡ, quay những cái thước phim cho mọi người đầy đủ hết. Đoạn này là dốc hơi cao nha. Đi không khéo là chợt luôn xuống luôn á. Wow. Ở đây á, mấy con cuốn chiếu á, nó bự một chỗ ngón gò cái luôn á mọi người. Nó bự bá đạo đi. Bét của Hòn Sơn á. Đúng rồi, mấy con bét của Hòn Sơn. Bự kinh khủng khiếp. Đi chậm thôi ông ơi. Chào bạn đồng hành đi ông ơi. Cố lên. Fighting. Có thương yêu Quang á mọi người.
chỉ là một hành động nhỏ thôi, chia sẻ cho cộng đồng biết nhiều hơn, để chúng ta biết được nhiều cái văn hóa hay của người Việt Nam, những địa danh đẹp của người Việt Nam mình. Vậy là được rồi. Thương yêu nữa thì cho một bình luận, thương yêu hơn nữa thì cho một like, đúng không? Còn đương nhiên là phải đăng ký và nhấn chuông rồi. Cái kênh quá hay luôn mọi người ơi, thật sự rất hay. Một cái kênh mà một người dẫn chuyện dễ thương như Quang chịu gian khó đi như thế này thì phải đăng ký thôi, đúng không? Vỗ tay. Hiện tại đi lên đây thì chúng ta sẽ tới một cái tảng đá rất là lớn như thế này. Thì chúng ta nhìn xa ra thì đây bên kia là dãy núi ha. Thì cái con đường trước mặt mọi người á, đây là con đường giữa núi đúng không? Gọi là đi xẻ núi. À, cho nên là nhìn cũng khá là thú vị. Nếu mà đi bên kia thì một bên là núi, một bên là vực thẳm luôn á. Mà nhìn xuống tuyệt đẹp ha, nhìn kìa. Mà phía bên kia thì cũng giống như tất cả các nơi mà mình đi quay về Hòn Sơn thì dừa rất là nhiều mọi người. Lên đây là uống nước dừa cực kỳ ngọt luôn. Thật sự Hòn Sơn rất là bất ngờ khi dừa ở đây nó ngon vậy luôn á. Quang nhìn thấy nguyên bãi dừa luôn nè. Đúng rồi. Đứng lên cho mọi người xem nè. Nó nguyên bãi dừa bên kia. Khi mà mình đi trên đỉnh núi, mình đi xuyên đảo sẽ nhìn thấy nguyên một rừng dừa đây nè. Ừ. Bên kia có tảng đá cũng đẹp kìa. Ở đây nè. Mà tảng đá đó chắc cũng có đường lên mà chắc hơi khó ha. Không, bây giờ không đi được đâu, bây giờ trơn á, mưa. Đi thêm một đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy được một cái rồi cái tảng đá rất là lớn mọi người. Thì nó văng giữa đường vậy đó, nó đè xuống như thế này. Thì giống như là tài thiên vậy đó, đè tài thiên vậy đó. Thì đi vô đây thì chúng ta sẽ lòn qua một cái khe nữa, đi trên đỉnh Ông Rồng. Ở đây có một cái ụ mối nè. Thì như Quang đã nói, những nơi có những cái ụ mối thì chúng ta không nên chặt phá, đập phá gì, chắc chắn sẽ có những chư vị ở đó. Đã tới một cái chẻn khá là lớn. Bắt đầu chúng ta sẽ ngắm cảnh nha mọi người. Welcome to Raylan Uncle Mountain. Bắt đầu ra một cái cổng trời sắp hé lộ. 1 2 3. Nó vang qua bên kia luôn kìa. Quá đẹp. Thấy không mọi người? Tuyệt đẹp luôn. Cái chảng trên này quá lớn. Cái chảng trên này quá lớn. Này đá banh được luôn á. Đốt lửa trên đây luôn nè. Nhưng mà đốt xong không biết chọn lại nữa. Để như vậy là mất kiến thức quá. Dọn xíu đi ông. Trên kia là những cái hàng dừa khá là đẹp mọi người. Giờ này thì khoảng 4 giờ rưỡi chiều rồi. Thì chúng ta sẽ thấy được toàn cái cảnh núi non trùng trùng điệp điệp. Đặc biệt là khi chúng ta nhìn xa ra biển, khá là thú vị luôn. Bây giờ mọi người có thể suy nghĩ là nơi đâu mà có những đỉnh núi cao như vậy mà nhìn xuống những bãi biển như thế này, thì Quang nghĩ là chỉ có Hòn Sơn thôi mọi người ơi. Ở Hòn Sơn á, mới có được những cái đỉnh núi cao như thế này để nhìn. Bầu trời tuy mưa nhưng mà nhìn thẳng thẳng ở ngoài kia vẫn đẹp nha. Vẫn có ánh sáng nha. Tuyệt vời. Toàn cảnh nè. Cái chảng này quá to luôn. To khủng khiếp. Này ông Bắp, ông đang dọn. Tàn tích của những bạn lên đây gọi là ăn uống nhậu nhẹt mà không dọn. Mưa nó sẽ trôi xuống dưới cái đất này. Để nhìn mất lịch sử đó. Giờ ha. Đừng đi. Hiện tại thì Quang đang đi lên trên cái chảng phía trên để lên cái đỉnh của đỉnh Ông Rồng, còn gọi là đỉnh cây thiên tuế trăm năm. Đây sắp lên nha mọi người. Cái chảng rất là to và chúng ta đi như thế này thì cho chúng ta cảm giác rất là thoải mái luôn á. Nhìn nè, nếu mà sợ độ cao mình chắc chắn sẽ không đi những cái hướng này được, tại vì Quang đi Quang còn rung chân nữa mà. Quang khám phá rất là nhiều đỉnh như thế này. Mọi người nhìn phía dưới Quang nè, nhìn thấy không? Rung chân luôn á. Tuyệt vời. Đi tiếp lên. Giờ ông nắm tôi lên nha. Đi. Rồi. Đây. Hai thằng trai nắm tay nhau đi. Vậy cho chắc ăn mọi người. Đi nhanh mạnh lên ông. Ok. Ủa
vậy. Ồ, đây có tảng đá khá là thú vị nè. Phía sau nè mọi người, tảng đá nó đặt đúng chỗ, đúng vị trí luôn. Không à, cái kiểu này chụp cũng đẹp nè. À, tảng đá rất là đẹp, nếu ai lên đây mà check-in cái kiểu này là khá là thú vị luôn. Kiểu có bắp á. Đi bông ơi, qua đây cùng anh đi khắp thế gian. Đó. Rồi. Đây, đã tới cây thiên tuế với những cái giai thoại cực kỳ thú vị. Sắp tới nghe. Trước mặt quan hoặc không cho mọi người xem đâu. Đó. 1 2 3. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây là một cái cây gốc nè, sau đó nó mọc thêm một cái cây nữa đi ra như thế này. Và cái cây này mỗi mắt như gì đó, nó là một năm nó lên một mắt. Cho nên bây giờ mình hỏi cái ông gọi là thổ địa nơi đây để mình biết được câu chuyện của cái cây thiên tuế như thế nào. Hiện tại thì Quang với Bắp đang có mặt tại cây thiên tuế gọi là trăm năm. Tại vì mỗi cái mắt như vậy ra là một năm nó mới ra một mắt như thế này. Mà nó dòng này hàng trăm mắt luôn đúng không? Đúng rồi. Thì cái chỗ này thì nó như thế nào của cái Hòn Sơn mình? Đây là cái đỉnh mà để mà mình nhìn ra hướng bắc. Hướng bắc của mọi người á. Hướng bắc là hướng bắc nam. Hướng bắc nam. Và ở dưới đó là mình nhìn thấy bãi bất luôn. Ở nếu như bạn lên đỉnh Đông Rồng bạn sẽ nhìn thấy được cái bãi bất thu gọn lại. Chút xíu nữa mình sẽ đi vòng quanh cái cục đá to này nè. Mình sẽ thấy được cái từng cái view cầu cảng phía bắc. Nghĩa gì như vậy đó. Còn về nói về cái thiên tuế này thì theo mình biết á là mỗi một năm nó sẽ ra một mắt một khoanh của cái gốc cây. Và cái cây thiên tuế này nó ngã bao nhiêu lần rồi, ngã rồi cái gãy này như Quang thấy không? Gãy ra nó lại uốn cong nhánh thứ hai, cái đọt thứ hai nó sẽ uốn cong qua đây và vòng qua thì nó lại may mắn tạo ra một cái giống như một con rồng đang ngồi cái đầu lên ở trên một khối đá to để mà ngắm xuống biển vậy. Thì cái cây thiên tuế này có lẽ là cũng hơn trăm năm nhiều rồi. Đúng với cái tên của nó, thiên tuế luôn. Nhưng mà theo Quang khi mà nhìn cái cây này nghe, nó không phải trăm năm đâu. Tại vì những cái mắt mà nó gãy nó còn phải mất hơn nhiều năm hơn để nó hình thành thành một cái cây đúng mới. Rồi. Cho nên là cây này là trên trăm năm mà có luôn á. Tức là trước khi người dân phát hiện tại cái khu vực đẹp như thế này á, là nó đã có cái cây như vậy rồi. Đúng rồi. Ồ, như vậy là nó có trên trăm năm, tôi chắc chắn luôn. Tại vì á, nếu mà đến với Hòn Sơn á, không biết địa điểm đẹp như thế này là một sai sót rất là nhiều luôn mọi người. Tại vì á, cái đoạn đường đi từ dưới lên đây á, thì nó mất khoảng, nếu mà bình thường mình đi là 30 phút. Còn đúng người mệt mệt thì khoảng 45 phút thì chúng ta sẽ có được một cái view nhìn xa ra biển và có một cái cây gọi là check-in cực kỳ đẹp luôn. Để cho mọi người nếu mà có cái cơ hội đến Hòn Sơn, hãy một lần đến với là Ma Thiên Lãnh nè. Với cái gọi là đỉnh Ông Rồng và thêm cuối cùng là ngày mai Quang sẽ đi đó chính là Đồi Đề Thơ. Đúng rồi. Rất là thơ mộng luôn, vậy ta gọi là sao là đề thơ mọi người biết rồi. Cái cảnh vật nó thơ mộng tới mức độ là có những cái câu thơ trên vách đá đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên là mình nghĩ là nếu mà một buổi chiều hoàng hôn buông xuống giữa cái biển cả mênh mông của khu vực miền Tây, tại vì cái nó tiếp giáp giữa bên phía bên Vịnh Thái Lan. Cho nên là cái mùa này á chúng ta đi nó còn ok, nó còn thanh nhàn. Chứ nếu mà bước qua một tháng nữa thôi thì bắt đầu gió gọi là gió nam thì sóng rất là lớn. Ngồi trên đây thì ông cảm giác như thế nào? Gió nó... Trên đây gió nó cũng không có gọi là mạnh lắm. Tại vì những cái tán cây nè, che khuất phía trong nè. Thì khi mà gió biển nó thổi vào á, thì nó là lòng qua bên cái khe này trả ngược gió về rất là mát và dịu nhẹ. Và trên đây cảm giác nó thanh tịnh lắm. Bởi vì mình nhìn ra xa xa thấy những cái hòn đảo nhỏ. Như đó đâu, Hòn Tre nè. Bên kia là Hòn Nghệ nè. Đây của anh thấy cái hòn mà nhô nhô mà nó dị hình hơn người ta không? Đó là Hòn Phụ Tử đó. Đó là khu vực Hà Tiên đó. Hà Tiên ha.
À, chúng ta nhìn ra được Hà Tiên luôn. Ừ, thấy rồi, nhìn rõ luôn. Ừ. À, thật sự khi mà chúng ta đứng ở đây thì chúng ta nhìn được cái view trực tiếp thẳng vô trong cái bờ bên kia là Gạch Giá Hà Tiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn xa xa mà cái hòn đảo mờ mờ bên kia nó cũng của khu vực Campuchia đó. À. Nó nằm đang trên đây, mình đang trong vịnh Thái Lan nè, đúng không? Rồi. Đang trong vịnh Thái Lan. Ừ, còn khu vực này là như Ba Hòn này kia rồi đó, hòn đất rồi Kiên Lương đó, Hà Tiên rồi đó. Cho nên là nếu mà đã có đến với Kiên Giang thì chúng ta gọi là Kiên Giang mình đẹp làm sao đó. Đúng rồi. Đúng là cái câu nói vậy luôn. Rất là tuyệt vời luôn, đến với những cái phong cảnh ngoài chúng ta đi Hà Tiên với những cái câu chuyện hay của Hà Tiên nè. Đến với Gạch Giá thì có những cái bãi biển tuyệt đẹp với những cái món ăn thật sự đúng chuẩn miền Tây luôn. Khi mà đến thêm một cái nơi nữa là những biển đảo của khu vực Kiên Giang thì chúng ta có những cái thước phim, có những cái view nhìn cực kỳ thoải mái. Và đặc biệt là người dân, giống như Quang hay nói, không phải là Quang khen gọi là dân miền Tây, mà là thật sự khi mà đi đến miền Tây á, nó chân chất, nó thật thà lắm mọi người ơi. Có làm sao họ nói vậy à, buồn nó buồn, giận nó giận, ghét nó ghét, thương nó thương, quạo thì chửi. Thì cho nên là mọi người cứ đến đây với một cái tâm hồn thoải mái nhất, thích làm sao nói vậy, đừng có ngại, đi du lịch mà. Buồn thì nó buồn vậy thôi. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người ngắm toàn cảnh cái view tại nơi đây để biết được là tại cây Thiên Tuế hay gọi là đỉnh Ông Rồng có một cái cây uốn quanh như thế này, đưa ra như thế này, giống như đầu ông rồng vậy đó, nó tuyệt đẹp như thế nào. Ok, chào mọi người. Tới đây nữa có gì đâu. Khi chúng ta lên đây á, thì điều đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp đó chính là một cái tảng đá nằm treo leo trên tảng đá lớn hơn trên một cái chảng như thế này. Và không phải tự nhiên mà sắp xếp như vậy đâu, mọi người có hiểu ý mà nói đúng không? Rất là treo leo, mọi người coi cái mí nè, nó chỉ có bao nhiêu thôi. Thì không thể nào mà đặt đúng để những vị trí đặc biệt như vậy, thì con nghĩ là đó cũng là một sự sắp xếp. Và khi chúng ta nhìn một cái khung cảnh tuyệt đẹp như thế này xuống bãi biển đây, thì chúng ta sẽ bắt gặp được cây Thiên Tuế. Và đây là một trong những cái khung cảnh tuyệt đẹp mà nếu đến với Hòn Sơn thì chúng ta có thể đến đây để check in. Thì những cái tảng đá phía trên đó thì chúng ta thể ngồi chơi với bạn bè hay có thể ngồi thiền cũng được. Xa xa đằng kia thì rất là nhiều cái khung cảnh đẹp tại nơi đây. Cho nên là mong là cái chuỗi video này, cái video tại đỉnh Ông Rồng sẽ cho mọi người thêm những cái khung cảnh tuyệt đẹp tại Hòn Sơn. Quá quá tuyệt vời. Hiện tại thì là 5 giờ rưỡi chiều rồi, mà đi trong đây khá là tối, mọi người thấy không? Rất là tối luôn. Thì chúng ta sẽ qua thêm một cái đỉnh nữa. Thì không biết là cái đỉnh nó có đặc biệt hay không mà ông Bắp ông kêu tôi phải đi. Cho nên là hãy qua bên cái đỉnh bên kia xem như thế nào. Mong là xuống dưới thì sẽ kịp trời tối, tại vì tối đi trên rừng nó cũng nguy hiểm á mọi người. Đường này cũng khó đi nha, đi khá là chậm tại vì rất là trơn. Đi khám phá này mới thấy được cái rừng vàng biển bạc của nước Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam thôi đi du lịch không hết rồi đó mọi người. Ở đây là cảnh hùng vĩ quá ông ơi. Mối càng nữa hả? Mối càng nữa hả? Dính mối càng nó chích bể chân luôn. Khi quen tới đây á, mọi khung cảnh như có sự sắp đặt sẵn của tạo hóa. Mọi thứ được đặt để một cách chính xác của vũ trụ. Từ tảng đá hình đầu thần rắn khổng lồ cho đến cây Thiên Tuế hàng trăm năm quấn lại như hình ông rồng nhìn ra biển. Quang gọi là rồng xuất hiện vì sắp tới đây bạn sẽ chứng kiến một cảnh tuyệt đẹp của thiên duyên. Các chú bị ơi, con xin lỗi con đạp lên nha. Đây phải đi á, tha lỗi cho con. Được không? Cái tảng này là nó nối tiếp cái tảng bên kia hả? Đúng rồi. Ok. Cục đá này, tảng đá này sẽ cao hơn tảng đá bên hồi nãy mình đứng chỗ cây Thiên Tuế. Và đi vòng cục đá, vòng cục đá này nè, mình đi vòng xuống kia mình sẽ thấy một cái view khác của con hòn của cái chùm đá này. Ồ, cái hòn cái là bãi Bắc nãy ông nói đúng không? Đúng rồi. Ok ok. Ở đây mình nhìn xuống là bãi đá chài, nhưng mà mình đi vòng bên kia sẽ thấy cái view bãi Bắc và cầu cảng bãi Bắc. Nhưng mà cái đường này đi rất là khó mọi người, quay lại cho mọi người xem nha. Rất là khó đi luôn. Đây là mọi người thấy không? Cái đường này đi xuống rất là khó đi nè. Thôi bây giờ mình cứ đi xuống ha. Thì các bạn nếu mà đã có được cái team á thì cứ đi, và những người có thổ địa thì hãy đi nha. Còn không có đi này rất là nguy hiểm nha mọi người. Tránh đi trời mưa luôn á.
Tại Quang có thú địa giác Quang mới đi được gì, chứ không có là rất là khó đi cũng như là nguy hiểm luôn á. Đây nè, người thấy không, cực kỳ nguy hiểm luôn. Dòng ra tảng đá đó, nó ra ngắm toàn cảnh ngoài kia. Bên đây mình sẽ còn ôm vòng qua đó đi. Đi chứ, còn mấy năm nữa đi đâu mọi người, đúng không? Để mình quay lại, mình nhìn lại cả một cái hành trình mình đi, để sau này Quang có con á, xem là những cái video của Quang thấy được cha nó đi khắp nơi trên nước Việt Nam, tuyệt vời lắm. Oh, xuống được rồi. Đây, đi xuống đường như thế này nè. Mình sẽ còn xuống nữa. Xuống nữa ha. Gán tranh thủ đi cho nó về sớm ông ơi. Tối đi nguy hiểm lắm. Đây nè, cái mùa trời mưa thì nó sẽ xanh tôi nguyên một cái dãy từ đây xuống dưới luôn. Nhìn đẹp quá ha. Ừ, cái này nhìn cũng đẹp nè. Nhưng mà khi mà trời nắng á, mùa nắng á, mùa nắng hạn á, đất cỏ sẽ vàng cháy lên một cái màu vàng rực tươi đẹp lắm. Ô, cái tảng đẹp quá mọi người ơi. Tuyệt đẹp luôn á. Cái đây mà ngắm cảnh ha, là tuyệt vời luôn, không có địa điểm nào mà đẹp như cái tảng đá lớn như thế này luôn. Mỗi cái địa điểm mà ông dắt đi á là nó có những cái góc nhìn khá là thú vị luôn. Mà góc nhìn nào không giống góc nào hết. Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nè. Đúng là chiếc thuyền ngoài xa luôn. Nè, đi cái này khá là nguy hiểm nè, đi thẳng xuống biển luôn á. Cái chảng này lớn lắm. Mà nếu mà trời mưa mà đi mà rong rêu là chật luôn á. Nhất là mình phải có được một đôi dép bám hay là một đôi giày bám. Còn mấy cái đôi giày thể thao á thì cái đế á, chạy bộ á rất là trơn. Phải đi những cái giày đi rừng mới đúng. Giày thể thao đi là dính liền nghe mọi người. Bước qua đây qua nhìn thấy không gian màu trời ráng chiều, ráng mở. Chiều ráng mở ha, màu hồng hồng đúng không? Màu hồng hồng cam cam. Nói mọi người, xuống biển như hòn lửa. Như sống quả trứng gà. Sóng đã cài then đêm sập cửa. Đoàn thuyền xuất trong nè. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi. Câu hát căng bùm với gió khơi. Mình cứ đi xuống vậy đó mọi người. Nhưng mà cái hướng đi là mọi người thấy không? Chuối xuống biển. Mọi người sẽ bất ngờ đây, chuẩn bị bất ngờ đây. Chuẩn bị bất ngờ nha. Ok, chuẩn bị bất ngờ nha. Không bất ngờ rồi sao ba? Chắc chắn là bất ngờ. Mọi người sao wow. Wow. Đi theo mình. Cùng anh băng qua bao đại dương. Từ từ đi nha, chặt chân nha, quan đi để ý nha. Rồi ok. Mọi người sẽ wow. Wow. Ô. Oh. Dây gai này nha quan. Ừ. Dừng xe đi qua mình. Tay đâu, nắm lấy cái tay. Đây nắm tay là té. Bước thẳng luôn, bước thẳng lên luôn. Chưa, ngừng cái đi. Quá đẹp. Thật sự nhìn ở đây á, cái view rất là đẹp mọi người, nhìn toàn cảnh của bãi Bắc luôn. Từ những chuyến đi của mình, Quang đã lĩnh hội được vạn vật trong thiên nhiên đều ẩn mình bởi các vị chư thần và chư thiên. Đó là hình dạng của những áng mây, phiến đá, tán cây, vân vân. Vậy nên bầu trời phía sau Quang là những huyền bí mà thiên cơ như muốn hé lộ. Thành Long đã về Việt Nam. Thì đây là cái cảng đúng không? Cái cảng đây tàu nó neo đậu nè. Phía dưới là cái đường ngoài. Đây là đường xuyên rừng. Còn ở đây cái giữa là đường phía trong. Nó là ba đường luôn của Hòn Sơn. Thì nếu đến Hòn Sơn thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái khung cảnh tuyệt đẹp như thế này. Giống từ hồi nãy giờ Quang nói á, thì chiều bây giờ cũng đang sắp mưa rồi, cho nên Quang sẽ tranh thủ review nhanh nhất để cho mọi người hiểu được cái khung cảnh Hòn Sơn vào buổi chiều hoàng hôn đẹp như thế nào. Đồng thời thì mọi người thấy những cái con chuồn chuồn không? Phía trước mặt rất là nhiều đúng không? Thì sắp mưa đó. Con nghĩ là chiều nay chắc mưa lớn á bắp. Nên đây là nguyên một rừng dừa. Đúng rồi, nãy giờ không để ý ta. Thì giờ mọi người thấy không? Ở đây thì Quang vẫn nói một cái câu nói là đến đây uống nước dừa rất là ngọt và nó có một cái vị đặc biệt lắm. Mà không biết diễn tả như thế nào thì có nguyên cái hàng dừa như thế này, rất là nhiều dừa luôn. Không biết mọi người thấy hay không ha. Và đẹp lắm mọi người ơi, không thể diễn tả được cảm xúc lúc này luôn á.
Tại nhìn bữa nay cái biển nó cũng lặn tờ luôn ha, nó không có sóng nhiều. Sóng nhiều là nhìn biết liền, nhìn cái bờ chứ không thấy sóng biển nó đánh không, lăn tăng nhẹ thôi, nó không có nhiều. Bây giờ mình ngồi đây mình chơi xíu, chắc mình phải di chuyển rồi. Tại vì bên kia thì nó thấy ánh sáng vậy thôi nha, chứ thật sự là trời bên đây là tối hù luôn á mọi người, đang mưa đó. Hiện tại thì Quang đã tới một địa điểm khác nữa của đỉnh Ông Rồng. Thì cái địa điểm này thì nó không có cái tầm nhìn view ra một cái khung cảnh, nhưng nó có một cái tảng đá. Thì đây là một tảng lớn và tảng nhỏ thì chúng ta ngồi ở đây thiền được. Và khi chúng ta ngồi thuyền á thì xung quanh ở đây là cây cối, nói chung là khá là yên tĩnh luôn mọi người. Đồng thời với tiếng gió xào xạc rồi chim rừng. Đó, mọi người nghe tiếng chim không? Đó, rất là hay luôn. Và chúng ta ở đây thì cũng có nhiều cái hay đó. Quang nghĩ là đây có năng lượng khá là mạnh đó. Tại vì ngồi đây nãy giờ thì Quang thấy rất là khỏe. Và đồng thời thì đủ cái năng lượng để có thể di chuyển về phía dưới. Thì bây giờ là khoảng 6 giờ rồi. Ráng tranh thủ khoảng nửa tiếng đi xuống dưới. Tại vì tối quá thì đi cũng nguy hiểm. Tại Quang cũng quên đi theo đèn. Cho nên là mong là cái chuỗi video này sẽ có được rất là nhiều cái địa điểm hay của Hòn Sơn. Và cái video hôm nay cũng là một cái video cực kỳ đẹp cho mọi người. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn thêm chuông và cho Quang thêm nhiều động lực để làm những video tiếp theo hay hơn nữa. Bây giờ thì tạm biệt mọi người để tiếp tục cái công việc ngày mai, thêm một địa điểm nữa của Hòn Sơn nhé. Bye bye mọi người.